Trở lại chương trình của bản tin ngắn. Trở lại chương trình của bản tin ngắn thì có vẻ như cuộc chiến của Ron DeSantis và Tim Scott đã bắt đầu. Hai cái nhân vật đang bắt đầu đấu tranh cho cái vị trí thứ hai, thứ ba. Tôi nghĩ ông Ron DeSantis khi mà thật sự ra chiến đấu trong giai đoạn này là hoàn toàn thất bại, quý vị. Ông Tim Scott, ứng cử viên của đảng Cộng Hòa đến từ tiểu bang South Carolina. Ông Ron DeSantis tuyên bố sẽ bắt đầu tấn công ông Tim Scott. Tôi phải chiến đấu chống lại một số sự dối trá. Đã phản hồi từ chỉ trích của đảng Cộng Hòa từ người thị Tim Scott đến từ tiểu bang Nam Carolina trong cái chương trình giảng dạy được phê duyệt bởi Florida về lịch sử người da đen, giải thích rằng chính quyền của ông tiếp tục vạch trần những lời dối trá và cánh tả gây ra. Ông DeSantis tuyên bố một phần lý do khiến đất nước chúng ta gặp khó khăn là vì tất cả những đảng viên của đảng Cộng Hòa thường xuyên chấp nhận những câu chuyện sai sự thật, chấp nhận những lời nói gió nó gây ra và chấp nhận những lời nói gió mà Kamala Harris đã phạm phải, vân vân và vân vân. Vui. Với tôi thì rất là vui, quý vị. Rất là vui. Cái câu chuyện mà ông Ron đã tranh cử với Tim Scott, nói chung là nó cũng có nhiều pháo hoa. Nếu mà tôi là đi tranh cử, lên đi ủng hộ tranh cử thì chắc tôi cũng tham gia mấy cái đội tuyển này, ăn cho nó sướng chứ. Xài tiền đâu cần chiến thắng đâu, nhìn là biết rồi. Ví dụ bây giờ mướn quý vị 30 ngàn, 40 ngàn, 50 ngàn một mùa. Sáng cái mùa tranh cử vì đâu có chịu trách nhiệm đâu, nó biết thua mà. Khi ra trận biết thua nhưng vẫn được phát lương. Cái câu chuyện nằm ở chỗ, sau khi ông Tim Scott đã chỉ trích những tiêu chuẩn chương trình lịch sử da đen của chính quyền, ông DeSantis tại tiểu bang Florida, bao gồm hướng dẫn về việc cách nô lệ phát triển kỹ năng trong số trường hợp được áp dụng vì lợi ích cá nhân của họ. Trong khi đó thì có vẻ như họ đang bắt đầu chống nhau, chọi nhau. Nhưng một người đang bắt đầu lên cái polling rất cao, đó là ông Vivek Ramaswamy. Ông Trump vẫn là vô đối thủ rồi. Tôi khuyên tụi bay đừng có đấu nhau nó mệt quá, tụi bay drop out ủng hộ ông Trump đi. Phức tạp quá đi. Thiệt. Hay tụi bay drop out đi về quýnh nhau cũng được, quýnh kiếm cũng được nữa. Tụi bay không có chiến thắng nổi ông Trump đâu. Đừng có làm chuyện người bố quá đi. Hay ông luôn, tôi làm ơn. Ông thì trở về trường viện đi lo đi. Lo cho ông Bích Đặc China kìa. Còn ông thì trở về lại Florida. Lo cho người dân tiểu bang Florida để chiến đấu nhau làm cái gì. Mấy ông cũng thừa biết là mấy ông thua. Nhưng chắc trước khi thua chứ phải xài hết tiền. Và đó là bản tin ngắn. Chào tạm biệt.